Sau khi tham gia khóa tập huấn về sản xuất chè theo hướng hữu cơ gắn với mô hình IPHM, được thực hành theo phương pháp cầm tay chỉ việc, trên ô chè có diện tích 500 m², các hộ dân sản xuất chè của xóm Hòa Khê 1, xã Văn Hán đã hiểu được các nội dung như quản lý đất, nước, quản lý sinh vật gây hại bền vững, quản lý sinh vật có ích, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sau hơn 3 tháng thực hành theo phương pháp này cho thấy chi phí phân bón thấp hơn so với sản xuất truyền thống là 171.000 đồng một sào một lứa, thuốc bảo vệ thực vật giảm được 20.000 đồng một sào một lứa, năng suất búp chè tươi cao hơn 5 kg một sào. Qua đó, hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường là 300.000 đồng một sào một lứa. Ngoài ra, việc sản xuất theo quy trình này còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe của người dân. Để đưa vào xóm những cái lớp học như này thì cũng cảm thấy rất là bổ ích để hiểu nhiều hơn về cái cách chăm bón rồi cân lượng đối ứng, nghĩa là vừa đạm lân kali cho nó kết hợp làm sao cho nó cân bằng. Văn Hán hiện là xã có diện tích trồng chè kinh doanh lớn nhất của huyện Đồng Hỷ. Toàn xã hiện có 6 hợp tác xã sản xuất, chế biến chè với khoảng 2.300 hộ dân có nguồn thu nhập từ chè. Các mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ an toàn đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều gia đình đã làm giàu từ cây chè. Để đưa cây chè trở thành sản phẩm kinh tế mũi nhọn theo hướng phát triển bền vững, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn quy trình trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm chè theo hướng hữu cơ. Trước đây thì bà con thì có cái thói quen là bón nhiều cái phân vô cơ nên là cái tuổi thọ cây chè nó sẽ kém, cũng như là cái chất lượng cây chè nó kém. Nên là trước cái yêu cầu của thị trường thì xã cũng tuyên truyền được bà con là tích cực để chuyển từ cái chè trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì sẽ hướng trồng để chuyển sang hữu cơ để đảm bảo cái việc kinh tế cũng như sự bền vững của cây chè hơn. Việc nâng cao hiệu quả sản xuất chè, gia tăng thu nhập đi đôi với sản xuất chè an toàn, bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường là hết sức cần thiết, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững.